Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai? Chúng ta thờ phượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát để hướng về trí tuệ sẵn có, để cắt đứt vô minh ái dục đã đưa chúng ta lặn hụp trong vòng sinh tử luân hồi, chịu chập chồng muôn nỗi khổ đau. Thế nhưng ít ai tỏ tường Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là ai. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát còn được gọi là Mạng Thù Thất Lị, có nghĩa là diệu đức, diệu cắt tường. Diệu đức được hiểu là mọi đức đều tròn đầy. Thổ xưa, Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Niệm, có tên là Thái Tử Vương Chúng. Ngài cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sinh nên được hiệu là Văn Thù Sư Lợi. Sau khi Phật Bảo Tạng thọ ký cho Ngài phải trải qua vô lượng hằng hà sa số kiếp về sau, thì Ngài sẽ thành Phật ở thế giới thanh tịnh Vô Cấu Bảo Chi, thuộc về bên phương Nam, hiệu là Phật Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi xuất hiện hầu như trong tất cả các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, như Kinh Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật, như là một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca. Ngài có lúc thì chính thức thay mặt Đức Thế Tôn diễn nói chánh pháp, còn có lúc đóng vai người điều khiển chương trình để giới thiệu đến thính chúng một thời pháp quan trọng của Đức Bổn Sư. Ngài thấu hiểu Phật tính bao gồm cả ba đức: Pháp Thân, Bát Nhã và Giải Thoát. Cho nên trong hàng Bồ Tát, Ngài là thượng thủ, là vị Bồ Tát tiêu biểu cho trí tuệ. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung, ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Biểu tượng đặc thù của Ngài là trên tay phải, dương cao lên khỏi đầu là một lưỡi gươm đang bốc lửa. Ngoài ra, quý bạn còn sẽ thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngồi trên con sư tử màu xanh, là biểu thị cho uy lực của trí tuệ. Vì sư tử xanh là chúa tể ở rừng xanh, có sức mạnh và uy lực hơn tất cả các loài thú khác, cho nên lấy con sư tử để biểu trưng cho năng lực vô cùng của trí tuệ. Đó cũng chính là trí của Phật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nhờ trí này nên đã chuyển hóa những vô minh phiền não, những ý niệm chấp ngã, pháp trở về vô lậu và chứng chân thực tính. Nó mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận, và đưa con người đến trí tuệ viên mãn.